Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Đô Hàng Nhật các bác nhé. Video ngày hôm nay của em thì em sẽ lên cho các bác vài mã bếp ga của Nhật này, dòng dùng lướt này thôi. Bếp ga lướt của Nhật này con này, còn đẹp nhá. Đẹp thì xuất sắc luôn đấy. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Một vài mã nhá, dòng bếp âm này, rồi bếp dương. Đấy, có một duy nhất con bếp âm này thôi, em lên cho các bác luôn. Đấy, dòng ba bếp nhá. Đấy là em sẽ lên cho các bác vài mã đài nữa. Đấy, các bác xem video thì vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin một đăng ký kênh. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634 298 các bác nhé. Đấy, đây đầu tiên lên cho các bác một em này là một em Paloma này. Đấy, Paloma trong bếp âm này nhá, ba bếp này. Đấy, bếp tiền của nó đủ các bác nhá, đủ hết tiền bếp trong này nhá. Đây các bác nhìn này, sáng nhá, như mới luôn, đủ đồ cho các bác luôn. Để cho các bác xem lòng này, lòng hơi nặng đây, lòng này như mới luôn con này. Đấy, lòng em này cực kỳ mới luôn, mới chỉ dùng chắc chỉ dùng một lần hai lần cùng. Đấy, lòng cực kỳ mới luôn. Đấy, rất full chức năng luôn, đây rất nhiều chức năng này. Đấy, bếp ga bên này em thì em sẽ bao chỉnh lửa cho các bác nhá, các bác về chỉ việc cắm ga là dùng thôi. Đấy, đẹp luôn, em ba bếp này Paloma. Đây, mã này là mã số 857. Bác nào mà ưng em này thì em để với giá là 1,4 triệu các bác nhá. Đấy, còn bếp âm cực kỳ đẹp luôn. Đây, tiếp theo sẽ lên cho các bác một em này, một em Zin 9 này. Zin 9 em hàng nguyên chất bã các nhá, để em chỉ lau qua là dùng thôi, nó còn đẹp lắm. Đấy, em chỉ lau qua cái mặt để cho các bác xem thôi, nó chỉ là bẩn thôi, mình lướt thôi. Giường kia kìa, đủ hết trong này các bác nhá, lòng em này cũng còn đẹp luôn. Lòng em này cũng còn sáng các bác nhá. Đấy, một em Zin 9 này. Đây, có rất nhiều chế độ đây này, chế độ nấu cơm này, hẹn chế độ nấu nước sôi này. Đấy, đây là nhiệt độ cái gì đây này. Đấy, em không rõ cái này. Tất cả bếp ga bên em thì bên em bao chỉnh lửa cho các bác, về chỉ việc cắm ga là dùng. Đấy, dòng bếp ga của Nhật thì dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, dòng này chỉ dùng lướt qua thôi các bạn. Đây, mã này là mã số 858, 1,2 triệu. Đấy, các bác ứng mã nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634 298 các nhá. Đây, tiếp theo lên cho các bác một em Zin 9 nữa này. Zin 9 mặt men màu trắng này. Hả? Màu ghi thì nó cũng như là màu trắng. Đây, các bác nhìn lòng này, lòng đẹp như mới luôn, có dùng chắc chỉ dùng được 1-2 lần thôi. Đấy, hàng nguyên chất bãi mà đẹp thế này các bạn, đủ đồ cho các bác nhá. Đấy, bác nào thích đơn giản lấy những em này này, quá ok luôn. Zin 9 đây, cái mặt này mép móp thì em sẽ đánh ra cho các bác nhá, không vấn đề gì. Cái này, mã này là mã số 859. Bác nào ưng em để với giá 1,2 triệu. Đấy, đây, tiếp theo sẽ lên cho các bác một em Zin 9 nữa này. Zin 9 em này cũng đẹp luôn này. Đây, đủ đồ rồi các nhá, thường kiếp. Đây, các nhìn lòng này,
lòng em này thì cũng sử dụng qua rồi đấy, còn ok thôi đấy. Đấy, thích ăn, bác nào thích những dòng đơn giản thôi, chỉ có những cái chế độ thường này thôi. Đấy, đây chế độ, cái này là lò này. Đấy, bên em hỗ trợ bao trình lửa cho các bác hết. Đấy. Một em zin này, hình thức còn ok các nhá. Mã này là mã số 860. Bác nào ưng em này thì em để với giá là 1,1 triệu các nhá. Đấy. Tất cả mặt hàng bên em các thì các bác chuyển khoản hết thì em bao ship. Đấy. Bác nào mà cọc thì các bác chịu phí ship nhá. Đấy. Đây. Tiếp theo lên cho các bác em Paloma này. Paloma này thì cũng còn đẹp luôn các nhá. Chỉ bụi thôi, về các lau chùi qua là dùng thôi nhá. Đấy. Em bên em hỗ trợ chỉnh lửa cho các bác rồi. Đây là cái mặt giấy nhá, về các bác đánh vào phát hết luôn. À, là lúc này nó còn chế độ gì đây này, ba dây gì ấy. Đây ui, em này đủ đồ này, lò này, các bạn nhìn lò em này, này. Đẹp nữa, lò này cực kỳ đẹp luôn đấy, nó chỉ gọi là bẩn bụi bên ngoài thôi các bác nhá, hàng nguyên chất bãi. Nó bếp ga của Nhật này thì dùng cực kỳ thích rồi, không như cái bếp ga Việt Nam mình đâu các bạn đấy. Lò này các bác có thể nướng cá hoặc nướng gì đấy được thì ok hết, không có mùi ga đâu. Đây. Đây, em này cũng quá ok, Paloma. Đây, mã này là mã số 861. Bác nào mà ưng em này thì anh để với giá là 1,1 triệu. Đấy. Các bác xem video vui lòng cho xin một like, chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho xin đăng ký kênh. Đấy. Bây giờ em sẽ lên cho các bác vài mã đài các bác nhé. Bác nào mà thích bếp ga cứ alo cho em còn rất nhiều mã nhưng mà lên video này quay thì nó hơi cồng kềnh các bác. Đấy. Đây, đầu tiên em lên cho các bác một em Victor này. Victor này cực kỳ đẹp luôn. Victor này là model của nó RC646 các nhá. Đấy, RC646. Cái cuộn băng cassette em vừa để đây rồi. RC646. Thứ ba là em này giải 90 các nhá. Cái việc là người ta cũng không ý thức sự an toàn, không tuân thủ quy cả pháp luật, cũng không kiểm tra bảo dưỡng pháp luật. Và cái thứ tư nữa là sự xuất phát từ cái việc là sự chủ quan của du khách. Và thực tế rất nhiều những du khách là tự đi du lịch. Em này có cả đường live in đấy các anh nhá. Đấy. Dạ radio thì bắt ngon lành rồi, cassette em thấy chưa chạy về các dọn cái cassette này đi. Đấy. Nút niếc anten đủ này, mặt trên này. Đấy. Đẹp nha các anh nhá, mặt đẹp nha con nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Mã này là mã số 862, 1,4 triệu các bác nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn, em này có line in đấy các bạn, về các bác cắm line in nghe nhạc cũng ok luôn này. Đấy. Đây bác nào thích dòng hai dâu này. Đây. Một em Pioneer SK70 các bác nhá. Pioneer SK70 giải tần 90. Đấy, nút niếc anten đầy đủ này. Em này có hai dâu luôn các bác nhá. Đây hai dâu này. Đấy. Cực kỳ chất luôn. Em này cũng to nha các bác nhá, to phải tầm 55. 55, 60 gì đấy, tầm đấy. Đây có line in AUX nha các bác nhá, AUX này. Đấy. Đội ngũ giáo viên thì nằm trong cái hệ thống
chung của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nhà nước cũng như đơn vị sự nghiệp. Trong khu vực công của chúng ta thì năm 2018 thì Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 thì đã ra cái nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang cũng như người lao động trong doanh nghiệp. Do cái điều kiện về đại dịch Covid-19 nên ra chúng ta chưa có điều kiện để thực hiện cái đó. Đấy, một em Pioneer SK70 này con này. Hình thức còn ok. Đấy. Hai dầu nhá. Đây, mặt trên đây. Nút niệc anten đầy đủ nhá. Mặt sau này. Đấy, quá ok, Pioneer SK70. Đây, mã này là mã số 863. Các nào ưng thì em để với giá là 1.800.000 coi nhá. Đây, tiếp theo sẽ lên cho các bác một em Sony CF1700. Đấy. Em này còn đẹp luôn nữa con này, lớp mạ này, con nhìn lớp mạ nó đẹp này mà. Đấy. Ok nha con nhá. Có vào điện ngon nhá, à, hơi khó dò. Có bản thân giáo viên của mình có những hôm chúng mình phải đi từ 6 rưỡi sáng đó mà đến tối là dậy hết tiết 5 buổi chiều rồi đã đến nhà gần 6 giờ rồi. Đấy, một con Sony CF1700, nó bị bật cái nút này cái này. Đấy. Vẫn dò bình thường nhá. Cassette em thấy chưa chạy về các dọn thôi. Đấy, mã này là mã số 864. Vâng, nào mà ưng em này thì em để với giá là 1 triệu con nhá. Đấy, tình trạng này. Hình thức còn ok. Đấy. Đây, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em Sharp này. Sharp QTI 13. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các nhá. Hình thức còn ok luôn này. Đấy, mặt trên này đủ nút, đủ anten hết luôn cho các bác. Quá đẹp luôn. Giao thông về an toàn để làm sao mà xây dựng được những cái gì đó và cái 13 như đến năm 2018 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 thì ra cái nghị quyết 27 về cái cải cách chính sách tiền lương và đã xác định rất rõ về cái phương pháp tiền lương. Đây, em này thì radio giải tần 108 bắt ngon này các anh nhá. Cassette cũng chạy luôn. Đấy, cassette em thấy chạy, nó chạy cả hai bên, em thử qua đi. À, không kéo được bằng. Không kéo được bằng các bạn.
có chạy nhưng về các bác xem lại nhá. Đấy, mã này là mã số 865. Bác nào ưng em này anh để với 950k. Là 950k, hai cassette đều chạy. Nhưng mà các bác về xem là phải gió băng em không rõ, em thử lại được. Em thấy có chạy mà có chạy nhá. Radio bắt ngon rồi. Đây, tiếp theo lên cho các bác em Sony này. Sony này là Sony CFS-W301 các bác nhá. Đấy, em này cực kỳ đẹp luôn, mặt trên có line nhá, đủ nút, đủ anten này, anten mới tinh luôn nhá. Đấy, anten nội zin của nó luôn. Đấy, hình thức mặt trước này, quá ok luôn, giải 1-8 nhá. Đảm bảo quốc phòng an ninh được giữ vững. Thời gian tới, huyện Hải Hậu tăng cường đôn đốc thu nộp thuế, thu tiền chúng đấu giá đất và thực hiện quyết liệt các biện pháp để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023. Đôn đốc quyết toán giải ngân các công trình dự án đã hoàn thành và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua Đảng ủy xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường đã chỉ đạo các chi bộ. Đấy. Chạy các bác nhá. Lội buồn dơ băng lòng. Đấy, các xếp bên này chạy này. Đấy, em thử cả bên này nữa. Xuyên đêm sương trắng rơi vai tôi mềm. Đấy, chạy nha các bác nhá. Nó chết rồi, nó cần điện em ấy. Bật chạy được. Đấy, vẫn chạy ngon lành hai cassette luôn. Mã này là mã số 866. Một em Sony CFS-W301 này, em này chạy hoàn hảo luôn các bác nhá. Radio này, cassette hai cửa đều chạy này, có line luôn nhá. Bác nào ưng em này thì em để với giá là 950k. Đấy. Vẫn đang có 1980 kìa anh ơi. Ê, anh lại. Đây, bác nào thích 1980 này. Hôm qua có, tối hôm qua có bác gọi điện cho em 1980, bác bảo bán mù cho bác ấy. Đây, nay em có cái em này thì các bác về lấy này. Xem nào. Kinh đồi núi hay là xuyên rừng thì trong một không gian nó rất là mênh mông, rất là rộng, và những người là thực sự là chuyên môn quản lý du lịch chúng ta không thể nào mà chúng ta đủ sức để chúng ta đi khảo sát khám phá như thành trái hết. Đúng. Và thực ra mà có đi thì cũng chưa chắc. Đúng. Cho nên với những hoạt động du lịch mạo hiểm thì thông thường gắn liền với địa bàn. Đấy, một em Sony CF-1980 các bác này, giả tần 90 bắt ngon lành rồi nhá. Đây tình trạng này, chỉ gấy mất hai cái nút đây coi nhá, gấy mất hai cái nút gạt đây thôi. Đấy. Đấy, thứ nhất, thứ hai này, đây cái cassette này em thấy nó tụt một cái ấy ra rồi, một cái xoay của nó đây này. Đấy, nó xoay này này. Còn radio vẫn bắt ngon lành quá nhá. Đấy, hình thức còn đẹp này. Đấy, mặt trước mặt sau không vỡ nhá. Đấy, quá đẹp luôn. Bình thường thì em bán tầm 2 đồng hơn 2 đồng thôi. Đây, hôm nay thiếu đồ như này thì mã này em để với giá là bao nhiêu? 867. Em này thiếu hai cái nút này, với cái này thì em để cho các bác với giá là 1,5 triệu. Đấy, về các bác lấy đồ có thêm vào có chỉnh chọt là ok thôi. Đấy. Đây. Em lên tiếp cho các bác một em Toshiba nữa này. Toshiba Bombay RT 8900S. Đấy. Em này thì
hình thức còn ok luôn. Đây, quá đẹp loà tỏ này con này. Đấy, dạ 90 nhá, sáng nhá. Mặt trên này, đủ nút, đủ anten cho các bác này. Đấy. Đây có line ở cạnh nhá. Đây, mặt sau này. RT8900S. Dạ 90. Đứng ra tổ chức với những yêu cầu khá nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho du khách. Tất nhiên là những sự kiện này phải đảm bảo hệ thống thiết bị an toàn cũng như đội ngũ kiểm tra giám sát người chơi. Lightning sẽ phải tuân thủ những yêu cầu an toàn về thiết bị như với các trò chơi mạo hiểm tại các công viên chủ đề. Theo quy định của đạo luật kiểm soát sân chơi Thái Lan năm 1999, hoạt động dù lượn sẽ phải xin giấy phép với cơ quan quản lý hàng không Thái Lan. Trong khi các môn lặn biển thì sẽ phải do các chuyên gia có chứng chỉ quốc tế huấn luyện, giám sát và hướng dẫn người tham gia. Đấy, một em Toshiba Bombay RT8900S. Đấy, radio hoạt động rồi các bác nhá. Cassette này em thấy chưa chạy này, về các bác dọn dẹp thôi. Còn hình thức em này quá đẹp rồi. Đấy. Mặt mũi cực kỳ sáng sủa luôn. Hàng nguyên chất bãi mà như này là đẹp rồi các bác. Đấy. Đây, mã này là mã số 868. Bác nào ưng em này em để với giá là 2.4 triệu. Đấy. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em xin đăng ký kênh. Đấy. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968634298 các bác nhé. Đây, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em này, một em Victor đỏ này. Em Victor nhá, đỏ cực kỳ chất luôn. Đây, hình thức loa này bị chóc này thôi. Về các bác nào khéo tay các bác tháo cái căng này ra nhá. Các bác chỉ cần phun phát lại là hết cái lớp bạc này luôn, nó đen đen luôn. Đấy. Victor RCVKU66. Có line in luôn các bác nhá, áo X in này. Ồ, em này bị thiếu mất một nút rồi. Không thấy gì luôn. Tôi mất nút này không lên luôn, phí nhỉ. Coi em này bỏ xuống thôi các bạn, đẹp quá mà không lên hả. Thanh lý cho các bác nhá. Đấy, em này tình trạng như này đấy, thanh lý cho các bác luôn này. Để các bác dọn dẹp thôi. Mã này là mã số 869, 650.000. Đấy, về các bác xem là chỉnh chọt như nào, em trắng rõ này. Lên có sao bán cho các bác vậy. Đây, lên cho các bác một em Sanyo này. Sanyo MR6805, MR6850. Đây, đủ nút, đủ anten nhá các bác nhá, mặt trên này. Đấy. Giải 90 các bác nhá. Ôi giời, em này rắc hơi bé. DC6V. Rắc AC của nó hơi bé các bạn. Em...
chưa thấy vào điện với cái rắc này nó chưa vào. Có vào điện bình thường đó nhá, nhưng mà cái nguồn này của nó hơi khó kiếm dây. Các bác chờ em một tí để xem cái DC này thử. Nguồn DC nó cũng hỏng chứ. Nước AC lên anh thử kiểu gì thôi. Khó vào điện mà sao. Rắc thử được ạ. Cái này hơi khó rắc thử. Vẫn sống nhưng mà vẫn sống quá. Sống nhưng mà cái nguồn này nó hơi khó cắm. Hả? Nguồn khó cắm mà sống mà. Thôi đấy, em cứ tình trạng này em bán cho các bác thôi. Đấy, có vào điện cho các bác nhá. Vì cái nguồn này của em nó hơi khó cắm này. Đây, em cho các bác xem cái nguồn hơi khó cắm, cái AC này hơi khó cắm ấy. Còn DC của em thì cái nguồn em nó đang bị trục trặc. Kêu thì kêu rồi sẹt sẹt đấy nhưng mà không giữ được cái nguồn của nó. Đấy. Mã này là mã số 870. Bác nào ưng em này thì em để với giá là 850k. Đấy. Đây, tiếp tục lên trang web của em Sony này. Em Sony này là cắm ổ. Sony dài 108 quá nhá. Đằng này cũng có tiếng bé lắm các bạn. Có vào điện đây nhưng mà tiếng bé. Đã xét chạy luôn này. Em thử tí cắt xét xem nào. Cắt xét nó chạy luôn này này. À khựng luôn rồi. Đấy, không kéo nổi băng coi nhá. Đấy. Một em Sony này. Mã này là mã số 871. Mã nào mà ưng em này thì có điện nhưng có điện chưa kêu, tiếng nó bé lắm các bạn. Em để với các bác giá 800 thôi. Đấy. Đấy, để em xem nó kiếm cho các bác lên 1-2 vạn nhé. Bạn nào thích cassette cầm tay không? Đây em sẽ lên cho các bác 2 mã nữa nhé. Đây, một em cassette cầm tay này. Panasonic này. Đấy. Em này thì nguồn DC9V. Thôi em bán mù cho các bác này em này luôn. Về các bác thử nha, vì nó chỉ có một cassette không. Nhiều khi nó không chạy cassette em cũng khó thử lắm. Để các bác dọn cassette cho nó chắc. Đấy, chỉ có một cassette không. Mã này mã số 872. 500k. Đấy. Để các bác xem nhé. Một em Panasonic cầm tay này.
cassette không. Đây em lên cho các em một mã nữa thôi. Đây. Một em sáp GF111 này. Đấy, cực kỳ chất. Có điện chưa kêu các nhá, nó chỉ khó dò thôi. Về các xem như nào, vào điện đấy chỉ thôi. Có cassette thì em thấy cũng chưa chạy, về các dọn thôi. Đấy, thành lý mã này cho các bác luôn. Đấy, mã này là mã số 873. Bác nào mà 500k đấy, xả cho các bác đi, về các bác dọn dẹp hoặc các bác lấy đồ làm gì đấy. Các bác xem video vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho xin đăng ký kênh. Đấy, các bác ưng mã nào thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968634298 các bác nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh. Xin chào các bác, hẹn các bác ở những video tiếp theo.